Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Độ ẩm trung bình trên 90%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nam cấp 2. Đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Sau đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to và dông, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Thành phố Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C.